Thấy vậy, Ba Hí Giá Ta Rú Chí Giá liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến cúi đầu xuống chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Thiện thể hãy thuyết pháp cho con. Nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Ba Hí Giá Đà Rô Chí Rí Giá: Không phải thời, này Ba Hí Giá, ta đang khắp thực. Lần thứ hai, Ba Hí Giá Đà Rô Chí Rí Giá: Bạch Thế Tôn, thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng sống của Thế Tôn hay chướng ngại cho mạng sống của con? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Thiện thể hãy thuyết pháp cho con. Nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá: Không phải thời, này Ba Hí Giá, ta đang khất thực. Lần thứ ba, Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá: Bạch Thế Tôn, cũng như trên. Vậy này, Ba Hí Giá, ông cần phải học tập như sau: Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là các thức tri. Như vậy này Ba Hí Giá, ông cần phải học tập. Vì rằng này Ba Hí Giá, nếu với ông trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy này Ba Hí Giá, ông không là chỗ ấy. Vì rằng này Ba Hí Giá, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặn giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, tâm của Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thế Tôn sau khi thuyết cho Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò hút chết Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá. Thế Tôn sau khi khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, đi ra khỏi thành với nhiều tỷ kheo, thấy Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá bị chết. Thế vậy liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hãy lấy thân xác Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá đặt lên trên cái chổng, đem đi quả thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này các tỷ kheo, một vị đồng phạm hạnh với các thầy đã qua đời, thưa dân bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn: Sau khi đặt xác thân của Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá lên trên cái chổng, đem đi quả thiêu, xây dựng cái tháp cho vị ấy, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thân xác của Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá đã được quả thiêu, tháp đã được xây dựng xong cho vị ấy. Sanh thứ gì cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là gì? Này các tỷ kheo, hiện trí là Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá đã hành trì tùy pháp, đúng pháp và không còn phiền nhiễu. Ta với những tranh luận về pháp, này các tỷ kheo, Ba Hí Giá Đà Rú Chí Rí Giá đã nhập Niết Bàn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Chỗ nào nước và đất, lửa, gió không chấp trước, tại đây sao không chói, mặt trời không chiếu sáng, tại đây trăng không chiếu, tại đây u ám không. Khi ẩn sĩ phạm chí, tự mình với trí tuệ thể nhập vào chánh pháp, vị ấy được giải thoát khỏi sắc và vô sắc,
khỏi an lạc, đau khổ. Lời cảm hứng này được Thế Tôn thuyết giảng và tôi đã được nghe như vậy. Dạ thưa hết, kính cảm ơn Vinh Bát Tha Ná đã post bài. À, kính mời cô Tuệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, kính lễ quý nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Bây giờ con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ. Dạ, cảm ơn Vinh. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Quốc Đắc Cá, Kinh Phật Tự Thuyết Chương 1, Phẩm Bồ Đề, Bài 10. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi tại Chetavana, ngôi vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Bahiya Daruchiriya trú ở Subbaraka trên bờ biển, cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường và nhận được y đồ ăn sạch, dược phẩm trị bệnh. Rồi Bahiya Daruchiriya khởi lên tư tưởng như với ai là bậc A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán, ta là một trong những vị ấy. Rồi một thiên nhân trước là bà con quyết thống với Bahiya Daruchiriya, vì muốn lợi ích với tâm của mình, biết tâm tư của Bahiya Daruchiriya, đi đến Bahiya và nói lên và nói như sau: này Bahiya, ông không phải là A-la-hán hay đang đi trên con đường ông không có đạo lộ ấy. Với đạo lộ này, ông có thành A-la-hán hay đang đi đường đến A-la-hán. Nhưng ai là những vị trong thế giới này? Với thế giới, chư thiên là những vị A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán. Này Bahiya, có thành phố tên là Sawatthi, phương Bắc. Tại đấy, có Thế Tôn hiện đang trú, bậc A-la-hán. Vị ấy là bậc A-la-hán và thuyết pháp đến A-la-hán. Rồi Bahiya Daruchiriya được thiên nhân ấy thúc giục đi ra khỏi Subbaraka. Trong suốt đường trường chỉ nghỉ một đêm, đi đến chỗ Thế Tôn đang trú ở Sawatthi. Thì ta có vườn Anathabindika. Lúc bây giờ nhiều tiêu đang đi kinh hành giữa trời, Bahiya Daruchiriya đi đến các tỳ kheo ấy nói như sau: thưa các tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở đâu? Chúng tôi muốn được yết kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này Bahiya, giữa các nhà để khất thực. Rồi Bahiya chóng ra khỏi Chetavana đi vào Sawatthi và thấy Thế Tôn đang đi khất thực, khả ái khởi lên tịnh tính, các căn an tịnh, tâm ý an tịnh, đạt được an chỉ, chế ngự tối thượng, giống như một con voi được điều phục, phòng hộ với các căn an tịnh. Thấy vậy, Bahiya Daruchiriya liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cúi đầu xuống chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tôn pháp cho con, thiện thệ hãy thuyết pháp cho con. Nhờ vậy con có thể phúc lâu dài. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bahiya Daruchiriya: không phải thời
khất thực thứ giá đà rô chi ri giá bạch thế tôn. Thật khó biết bạch thế tôn, là chướng ngại cho mạng sống của thế tôn hay chướng ngại cho mạng sống của con bạch thế tôn? Thế tôn hãy thuyết cho con, thiện thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể hạnh phúc an lạc lâu dài. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahiya Darucidiya, không phải thời này Mahiya, ta đang khất thực lần thứ ba. Mahiya Darucidiya bạch Thế Tôn, thật khó biết hạnh phúc lâu dài. Vậy này Mahiya, ông cần phải học tập như sau: trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Như vậy này Bahiya, ông cần phải học tập. Vì rằng này Bahiya, nếu với ông trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy này Bahiya, ông không là chỗ ấy. Vì rằng này Bahiya, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặn giữa. Như vậy là đoạn tận đau khổ, khổ đau. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, tâm của Bahiya Darucidiya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thế Tôn sau khi thuyết cho Bahiya Darucidiya lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò con hút chết Bahiya Darucidiya. Thế Tôn sau khi khất thực ở Sawatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, ra đi khỏi thành với nhiều tỷ kheo, thấy Bahiya Darucidiya bị chết. Thấy vậy liền nói với các tỷ kheo: này các tỳ kheo, hãy lấy thân xác Bahiya Darucidiya đặt lên trên cái chổng, đem đi quả thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này các tỳ kheo, một vị đồng phạm hạnh với các thầy đã qua đời. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Sau khi đặt xác thân của Bahiya Darucidiya lên trên cái chổng, đem đi quả thiêu, xây dựng cái tháp cho vị ấy, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thân xác của Bahiya Darucidiya đã được quả thiêu, tháp đã được xây dựng xong cho vị ấy, sanh thứ cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là gì? Này các tỳ kheo, hiền trí là Bahiya Darucidiya đã hành trì tùy pháp, đúng pháp và không có phiền nhiễu. Và không có phiền nhiễu ta với những tranh luận về pháp. Này các tỳ kheo, Bahiya Darucidiya đã nhập niết bàn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: mười chỗ nào nước và đất, lửa gió không chấp trước, tại đây sao không chói, trời không chiếu sáng, tại đây trăng không chiếu, tại đây u ám không. Khi ẩn sĩ phạm chí, tự mình với trí tuệ, thể nhập vào chánh pháp, vị ấy được giải thoát khỏi sắc và vô sắc, khỏi an lạc đau khổ. Lời cảm hứng này được Thế Tôn thuyết giảng
và tôi được nghe như vậy. Dạ hết, dạ cảm ơn huynh Quách Thanh á đã có bài. Dạ bây giờ kính mời Nhật Quỳnh ạ, đã thấy hết giờ, bài hôm nay dài quá. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tự duyên. Nam mô Bích Tha giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn xích tận đông cô tu nữ tự duyên đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp tân giảng giải bài học ngày hôm nay. Chào cảm ơn đàn đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô tham ma ya, nam mô sang kha ya, nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambu ta sa, nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambu ta sa, nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambu ta sa. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩm khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trắng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá, và con xin đọc phần chánh văn trước khi con thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa pháp tân giảng giải bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Nguyên Bách Thanh Á cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mucchalinda, bài 1, La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruguela, trên bờ sông Neran Chara, dưới gốc cây Mucchalinda, khi ngài mở chứng chánh đẳng giác, lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày trời mưa quách đá lý cá, gió lạnh, bầu trời u ám. Bút đi ni rồi thần rắn Mucchalinda ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh 7 vòng của Thế Tôn, và đứng thẳng Vihacha, giơ cao các mang lớn phát năng trên đầu Thế Tôn, với ý nghĩ
Mong Thế Tôn khỏi lành, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng và các loài khác. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy. Rồi Mú Chá Linh Đá, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, biết thăng, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn biến dạng. Batisum Hariyoa, thân sắc của mình hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Một, viễn ly là an lạc với người hết tri túc, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến. Không sân là an lạc, những ai ở trên đời đối hữu tình chúng sanh, biết tự chế ngăn ngừa. Ly tham là an lạc, vượt các dục ở đời, ai nhiếp phục ngã mạn, đây an lạc tối thượng. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta học qua chương 2 phẩm Mú Chá Linh Đá. Trong cái buổi học hôm nay chúng ta nói cái bài học này, nếu nói theo thứ tự thì là bài số 11 của La Mã. Nhưng do cái phẩm mới nó giống như là một cái bài 1 của La Mã ở trong phẩm Mú Chá Linh Đá. Phần chánh kinh thì chúng ta cũng đã nghe đọc, nói về cái sự kiện mà sau khi Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề rồi đó, thì lúc bấy giờ có một cái vị Long Vương xuất hiện, thấy cái trời mưa rồi giông tố rất là nhiều, cho nên cái vị Long Vương này mới thấy rằng cần phải bao che chở Đức Phật trong những cái lúc mà mưa giông tố như vậy. Cho nên là vị này mới xuất hiện hóa thành một cái con rắn. Mà thường thường nó chúng ta nhìn trong cái hình ảnh là con rắn nó quấn xung quanh Ngài, nó xà cái bảy đầu lên, bảy cái đầu rắn để nó che mưa, bao phủ Ngài hết. Đó là cái hình ảnh chúng ta biết là Long Vương Mú Chá Linh Đá che chở Đức Phật ở trong khi mà Ngài đang ngồi hưởng cái sự an lạc ở trong cái giáo pháp sau khi giác ngộ rồi. Ta thường biết cái tượng đó được gọi là tượng Phật Bàn Xà. Bàn Xà tức là con rắn có bảy đầu, rắn có bảy đầu che chở Phật. Thì chỉ như vậy thôi, tức là cái sự kiện mà Long Vương Mú Chá Linh Đá xuất hiện che chở Đức Phật trong cái cơn mưa giông tố như vậy để cho Ngài khỏi bị gió lạnh, bị mưa lạnh che trên đầu, bảy đầu của con rắn che chở lại như vậy. Đó là một trong những cái vị Long Vương tên là Mú Chá Linh Đá. Ở nội dung của cái bài này đó thì Đức Phật Ngài muốn nói lên cái sự cảm thán
từ nơi cái sự thành tựu chứng quả vị chánh đẳng chánh giác của Ngài. Cũng như là những ai mà tu tập để hướng đến sự giác ngộ thì cũng cần phải trải qua như vậy. Cho nên là trong 7 tuần lễ Đức Phật khi mà Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề rồi đó, thì trong 7 tuần lễ Đức Phật Ngài đi 7 nơi, 7 nơi cũng xung quanh cây Bồ Đề đó thôi. Ở nơi này nơi kia cũng không xa lắm, để Ngài hưởng được cái sự an lạc tịch tịnh của Niết Bàn, do là cái sự thành tựu chứng đắc của Ngài. Thì trong nội dung của cái bài kinh này đó, thì nó là đây tháng Phật. Thì câu này, thì Đức Phật Ngài nói lên những tháng cảnh ở đây đó là ly và an lạc với biết tri túc, có nghe Pháp, có chánh kiến, không sân và an lạc. Nhưng ai những ở trên đời đối hữu chúng sanh biết tự chế ngăn ngừa ly tham và an lạc được các ở đời mạng. Đây quý vị còn nghe, nhà quý vị có nghe dạ quý vị nghe lại không? Bây giờ quý vị nghe lại chưa? Một lần nữa xin hỏi là quý vị có nghe lại chưa? Có rõ ràng cái tiên một cái mà ở đó đó là phải có cái sự lắng nghe, tức là nghe Phật pháp. Mình biết là tất cả các cái bậc thinh văn từ nơi nghe pháp, từ nơi Đức Phật nghe pháp, từ nơi Đức Phật. Có những vị đó thì có những vị đó là nghe dứt thời pháp để chứng quả vị A La Hán, có vị thì chứng sơ quả, có vị thì chứng nhị quả hoặc tam quả, có vị thì cũng chỉ nghe rồi được cái an lạc từ nội tâm thôi, chứ cũng chưa có chứng đắc gì hết.
Nhưng mà tất cả các cái bậc thinh văn á, thì phải nhờ nghe mà giác ngộ, nghe Phật giảng mà giác ngộ. Vị chánh đẳng chánh giác á, thì có cái khả năng để khai thị, khai thị tức là thuyết pháp, khai thị cho các cái hàng kinh văn. Nhưng mà các cái hàng kinh văn á, phải nhờ nghe, thực hành mà chứng đắc, chứng đắc. Và vì vậy cho nên là cái điều kiện mà chúng ta thấy ở đây đó là Đức Phật này nói phải phải xuyên, thường xuyên lắng nghe, lắng nghe. Dù như bây giờ nè, chúng ta đó nghe Phật pháp để mình trở thành một cái thường cân, thường thân y duyên ở trong đời sống hàng ngày của mình, tức là những cái nhân tố thiện chúng ta có để sau này khi mà mình có gặp lại Đức Phật Di Lặc á, có cái duyên lành mình có thể gặp lại Đức Phật Di Lặc. Thì Đức Phật Di Lặc ngày thuyết pháp thì ngài cũng thuyết pháp vậy thôi, thuyết pháp tổ Gotama của chúng ta thôi, ngài cũng thuyết pháp vậy. Nhưng mà rồi á, là khi mà mình nếu có cái duyên lành đầy đủ nghe từ Đức Phật Di Lặc mình có thể hậu được, nếu phẫu ba la mật của mình được đầy đủ, cái duyên lành của mình được đầy đủ, tất cả những cái đời sống tu tập của mình nó được chín mùi đó, thì mình có thể giác ngộ được. Cho nên cái nhân đầu tiên mà ở đây muốn nói tức là phải nghe, nghe rồi hiểu. Cái điều thứ hai mà ở đây đó chúng tôi muốn nói tức là Đức Phật ngài muốn nói đến là cái người sống phải biết tri túc. Tri túc, quý vị biết rằng mình dám vấn thân vào một cái đời sống để mà mình thiền tập đó, thì mình phải giảm bớt cái sự nhu cầu của mình. Tức là không phải là mình phải khắc khổ lắm đâu, nhưng mà đối với cái người biết tri túc, tri túc ở đây tức là mình biết đủ. Chúng tôi thấy một điều đó là mình mà chấp nhận cho cái đời sống mà thiền tập đó, dù chúng ta thiền chỉ hay là thiền quán, thiền định hay thiền tuệ, thì ở nơi cái chỗ ở của mình nó hết sức là đơn giản, đơn giản, đơn giản. Mà chúng tôi nhớ có một lần anh đi qua bên trường thiền Pa Ao đó, Pa Ốc đó, thì thấy rằng trong cái cốc thiền của các ngài đó, các vị đó, rất là đơn giản, chỉ có một cái giường, rồi có một cái bàn, rồi cái gì đó nghỉ ở trên cái sàn nhà luôn, không cần cái giường nữa. Rồi có một cái ấm nước, chỉ đơn giản thôi. Bởi vì khi mà mình sống có một cái đời sống tri túc, ví dụ như bên ngoài đó, ở nhà chúng ta thì nó có nhiều thứ ở trên cuộc đời, cái nhu cầu, cái nhu cầu thì chúng ta muốn có cái này, có cái kia để chúng ta nói là xem như là cái phương tiện được đầy đủ. Nhưng mà rồi đó là chính những cái tâm mà mình thấy chưa đủ đó là mình phải đi đi tìm kiếm, đi tìm kiếm. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình là cái pháp tri túc. Tri túc, tri túc là biết vừa đủ. Thí dụ như bây giờ trong cái đời sống hàng ngày của mình thì y áo hay là quần áo của mình thì cũng chỉ là che thân, che nắng, che mưa thôi, che nắng, che mưa, che lõa lộ cơ thể, rồi che khỏi mũi mồng đốt vậy thôi, chích thôi. Đó là cái điều. Rồi là cái thức ăn của mình cũng vậy, nó vừa chừng, tức là ăn vừa đủ no, ăn vừa đủ no, biết vừa đủ no, vừa đủ chứ không phải là đi kiếm cái này kiếm cái kia để ăn. Rồi trong cái đời sống của mình, cái bốn cái món vật dụng mà nói một vị tỳ kheo đó thì cũng vậy đó. Một vị tỳ kheo thì biết tri túc với bốn cái món vật dụng, y phục, vật thực, trú xứ và cái phương tiện thuốc chữa bệnh cho mình. Thì khi mà mình biết đủ đó, là cái tâm của mình nó không có tham cầu, không có tâm của mình nó không có đi tìm cầu cái này cái kia. Và chính mình đi tìm cầu cái này cái kia đó, cái tâm của mình nó không có thể an tịnh được.
mình cứ móng vọng, mình mơ ước, mình hy vọng cái này hoặc hy vọng cái kia. Vì vậy cho nên là cái yếu tố mà mình Đức Phật ngài dạy là mình ở đây đó là sống phải biết tri túc. Tri túc là biết đủ, mà chỉ có cái biết đủ á thì mình mới không có tìm cầu. Còn mình không biết đủ thì không biết bao nhiêu cho đủ, và mình cứ đi tìm cầu trong cái sự khao khát. Cho nên cái yếu tố đó giúp cho mình là sống ở nơi đâu độc cư, sống ở nơi đâu mà nó, ví dụ như bây giờ mình sống ở đâu nó đầy đủ cái phương tiện rồi, nhờ bỗng nhiên một ngày nào đó mình có đi đâu xa đó, mình ở đâu dài ba bữa mà ở đó không đủ phương tiện, không có đủ phương tiện thì mình cũng phải tập cho mình phải thích nghi. Thích nghi trong cái việc ăn uống, thích nghi ở trong cái nhu cầu của mình. Và đối với cái người tu tập thì luôn luôn có một cái sự thức tỉnh. Thức tỉnh tức là mình sống phải biết cái gì mình đang làm, sống phải biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái gì mà nó gây đến cái tác hại cho đời sống của mình, tu tập của mình á, thì mình nên tránh đi. Cái cảnh nó ồn ào, cái cảnh nó hơn thua, hay là cái nơi này nó như thế này hoặc là thế nọ, làm cho cái tâm mình nó chao động á, thì mình nên tránh, tránh bớt những cái sự ràng buộc đó. Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách gọi là tri túc, tức là biết đủ, biết đủ những cái gì mà chúng ta đang có. Còn mình không biết đủ thì rõ ràng là đừng có nghĩ rằng cái này nó phải là phương tiện, cái này cái kia phải phương tiện. Nên tâm mình nghĩ ngợi nó quá thì nó trở thành cái ràng buộc cho chính mình. Cho nên là Đức Phật dạy cho tập cái tâm của một cái người tu phải biết cái sự tri túc. Tri túc nó có lợi lạc cho mình. Tại vì một khi mà mình biết nó vừa đủ thì mình cũng không có tham cầu gì. Cũng không phải là nhất thiết phải có cái này, hoặc nhất thiết cái kia. Thì cái ăn mặc ở bệnh bốn cái đó thôi. Những cái đó là nó đơn giản. Ăn để no, có đủ dinh dưỡng, tương đối là để nuôi cơ thể mình. Nó là vậy. Uống cũng vậy, nó cũng là để mà nuôi cơ thể mình thôi. Rồi là mặc để che kính thân thôi. Cho nên là mọi trong các cái hoài nghi, Phật thường dạy các vị tỳ kheo trong khi thọ bốn cái món vật dụng đó, cần phải quán tưởng là vậy đó. Tri túc. Điều đó rất là cần. Điều đó rất là cần. Cái điều thứ ba mà ở đây chúng tôi muốn nói nữa đó là Đức Phật ngài dạy đó là mình phải biết tránh xa những cái hành vi xấu bởi lời nói, bởi hành động. Bởi vì mình tu gì tu, nhưng mà rồi đó là mình phải biết giữ cái phẩm hạnh, giới hạnh của một cái người tu. Dù là chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, các cái suy nghĩ của mình cũng phải vậy, nó phải hết sức là thận trọng, hết sức là thận trọng. Bởi vì trong cái chánh niệm và tỉnh giác đó, thì chánh niệm tức là cái mà chúng ta ghi nhận với cái tâm của mình, theo dõi với các cái đề mục, ghi nhận biết rõ gì. Nếu mà mình không có ghi nhận, không biết rõ những cái việc mà mình nên làm, cái việc mình không nên làm, nên hay không nên, có lợi hay không có lợi, mình phải biết rõ những điều đó. Cho nên chánh niệm và tỉnh giác là hai cái yếu tố rất là cần thiết. Nhưng mà chính nhờ cái đời sống mình có chánh niệm đó, thì mình mới ngăn ngừa được những cái hành vi xấu của mình, lời nói, hành động. Cho nên khi mà mình tiếp xúc với lại những cái người chung quanh của mình sống trong cái hoàn cảnh nào đó, mà còn có những người chung quanh, giống như chúng ta ở trong chùa, các sư thì ở trong chùa, biết như vậy, rồi đó là mình phải tập cho mình có một cái đời sống là có cái sự chánh niệm, để chi mình nói năng hay là hành động đừng có cái lỗi, dù là cái lỗi nhỏ cũng không có nên. Mà cái người mà có chánh niệm tỉnh giác thì cái người đó mới có thể tránh xa được những cái lỗi, dù là lỗi nhỏ.
Còn nếu như mình sống phóng túng, sống phóng túng, sống loạn lạc đó, thì cái tâm của mình nó chao động đó, thì khó bao giờ mà mình tránh xa những cái lỗi, cái lỗi dù là lớn hay là dù nhỏ, cái lỗi lầm. Cho nên cái lời nói cũng vậy, cái hành động cũng vậy. Giống như là cái phần mà nói rằng đối với một người có giới hạnh tốt, thì một vị tỳ kheo có chánh nghiệp, có chánh ngữ và có chánh mạng. Có chánh ngữ tức là lời nói chân chánh, lời nói không dối trá, lời nói không có đôi co, lời nói không có bằng với cái ác tâm, lời nói không có bằng với cái ác tâm, lời nói không có phù phiếm, tức là mình nói những chuyện trên trời dưới đất, chuyện ông này bà nọ, chuyện nó không có đưa đến cái mục đích cứu cánh của mình, không có lợi lạc cho cái đời sống tu tập của mình. Mà mình nói như vậy thì tâm của mình nó phan duyên theo trận cảnh, cũng không nên, cũng không nên. Cho nên cái người mà nói chánh ngữ, tức là ngoài cái việc nói thật ra, nó phải đúng đắn, đúng sự thật của nó, thì mình luôn luôn nói bằng với cái tâm từ của mình, trong trong các quan hệ tu tập. Những vị bậc xuất gia thì có những người, những bậc xuất gia, thầy tổ huynh đệ, rồi những cái người chung quanh, chung với mình. Rồi có khi thì mình cũng tiếp xúc với những người Phật tử, thì mình luôn luôn giữ cái chánh niệm, người ta gọi là cẩn ngôn, trong cái lời nói, chánh ngữ. Chánh nghiệp tức là những việc làm gì mà mình làm nó chân chánh của một cái người tu, hay là người cư sĩ cũng vậy, có cái chánh nghiệp của người cư sĩ, có những việc làm mà người cư sĩ nên tránh. Ví dụ như nó bây giờ mình buôn bán chúng sinh, buôn bán đời, buôn bán vũ khí, buôn bán rượu, buôn bán chất độc, buôn bán các cái chất sai, ví dụ vậy, thì những cái điều đó là nên tránh. Như vậy thì ở đây đó, mình có chánh chánh nghiệp, tức là cái nghề nghiệp của mình nó phải chân chánh. Cái người tu cũng vậy, mình làm những cái việc gì đó thì nó giúp cho cái an lạc nội tâm của mình, chứ mình đừng có nên làm cái việc gì mà với cái sự nuôi mạng của mình mà mình làm đi những cái sự tà vại. Tà vại, khi mà mình làm những sự tà vại đó, thì cái gì mà mình sống bằng cái tà vại, cái nghề nghiệp đó tà vại, mà có được cái sự phát sinh để nuôi mạng sống mình, thì đó là gọi là sống tà nghiệp. Nhưng mà cái người mà nuôi mạng của mình cũng vậy, tất cả những cái mạng sống, ví dụ như là Phật dạy có một vị tỳ kheo là khi mà mình nếu không có người cúng dường trai tăng thì mình phải đi trì bình khất thực sống. Không phải vì cái chuyện mà vì đời sống của mình mà mình bỏ đi cái đời sống chánh mạng của mình, bỏ đi cái đời sống chánh nghiệp của mình. Cho nên là Đức Phật ngài nói là nếu không có những người hộ độ, không có những cái gì hộ độ, không có người hộ độ, thì mình phải một vị tỳ kheo phải biết đi khất thực sống để nuôi cái mạng này, để tu tập. Cho nên là trong khi thọ dụng thì vị tỳ kheo cần có cái sự quán tưởng. Như vậy thì cái việc chế ngữ, cái lời nói của mình, việc làm hành động của mình, hay là đời sống nuôi chánh mạng của mình, nuôi mạng của mình, thì phải là chân chánh, do có chánh ngữ. Ví dụ như mình cũng không có gì lợi lộc gì mà mình bày ra cái này cái kia để mà để cho người ta tin, hay là cái này cái nọ tin, mà tin nó không đúng. Ví dụ như bây giờ nè, chúng ta thấy là nói vậy chứ đúng vào một cái truyền thống của Phật, Phật dạy đó, là thầy vị tỳ kheo không có thiên văn địa lý, không có xem ngày bói toán, không có gì đó, mình hoặc là cúng tế cái này cúng tế cái nọ, mình làm như vậy đó thì không khéo sẽ là vừa tà ngữ. Tại vì mình nói mà nói cái sai, nó không đúng để cho người ta tin thì nó là tà ngữ rồi. Rồi mình nuôi mạng bằng cái việc làm như vậy thì đó là mình tà mạng rồi. Rồi là mình cái việc làm của mình trong đời sống hàng ngày mà mình làm nó sai trái, nó không đúng với nhân quả, không đúng như trong luật Phật cho phép đó, thì chúng ta sống một cách tà mạng,
tà nghiệp, tà mạng. Như vậy thì khi mà nói đến biết chế ngự, tức là mình biết ngăn ngừa, chế ngự cái hành động, lời nói của mình, cái gì nó sai trái, gần như là cái đời sống có giới hạnh được tốt. Chế ngự bởi lời nói, hành động, nuôi mạng, làm sao cho được tốt đẹp, đó là đời sống chánh mạng, chánh nghiệp và chánh ngữ của một vị tỳ kheo. Cái điều kế tiếp nữa là chúng tôi muốn nói ở đây, đó là mình sống phải biết lập tâm diễn ly. Lập tâm diễn ly, khi mà nói đến diễn ly tức là tránh xa. Diễn ly có nghĩa là tránh xa, viễn ly có nghĩa là tránh xa. Khi mà mình tránh xa như vậy là tránh xa cái gì? Thứ nhất là mình thân diễn ly. Thân diễn ly, mình có cái thân diễn ly, tức là mình sống những cái gì, đời sống của mình tránh đi những sự ràng buộc. Ràng buộc về danh vọng, địa vị, nhà cửa, hay tất cả những gì. Nói đó là nói bậc xuất gia nha, chứ không phải là nói những cái người cư sĩ. Nhà cửa, danh vọng, vợ con, hay là bạn bè, thân thuộc gì đó, cái gì đó mà nó là cái sự làm cho cái tâm của mình nó phải bị ràng buộc. Cho nên là mình phải sống diễn ly. Ví dụ giờ tại sao mình phải chọn một cái nơi thanh tịnh, cái nơi yên tĩnh. Ở chùa thì ít nhiều nó cũng phải có cái sự yên tĩnh. Quý vị thấy là chùa nhiều khi lễ thì chúng ta thấy đông đảo chư tăng Phật tử tới, rồi xong lễ thì trong trở về cái trạng thái bình thường thì mình phải có cái đời sống hết sức là riêng tư ở trong đó. Tức là chúng ta phải tập cái tâm của mình, tức là dù có người đông hay là không đông gì đi nữa, cái việc đó nó không quan trọng, mà cái quan trọng là mình sống cái nội tâm của mình, làm sao mình có một cái đề mục để mà mình gán cái tâm mình vào đó, mình có được cái sự an lạc ở trong cái đời sống, tập cho mình an lạc. Thì cái thân của mình là phải diễn ly, tránh đi những sự ràng buộc, tránh đi những sự ràng buộc. Và khi mà ràng buộc thì cái tâm mình dướng ràng buộc cái gì thì nó sẽ bị trói buộc cái đó thôi. Dạ, chọn một cái nơi thích hợp để mà mình diễn ly. Cái chữ chùa hay chữ arama là chỉ cho cái chùa hay là tự đó, là tiếng Hán gọi là tự. Arama là nơi thanh tịnh, nơi yên tĩnh, nơi yên tĩnh. Hay là chúng ta ở một cái am, cái cốc gì đi nữa, thì miễn sao là cái tâm của mình phải thật sự là yên tĩnh, tránh đi những sự ràng buộc, không cần ở nơi ồn ào, huyên náo, hơn thua, tranh thua nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, vân vân, hơn thua nhau thì cái đó không nên, không nên. Đó là mình tập cho cái thân của mình là thân diễn ly. Ở ngoài thì người ta có thích cái chỗ này, ta đi ăn, đi chơi, đi thích cái chỗ này, chỗ nọ, ta thích. Nhưng mà mình thì cũng không được như vậy. Những người tu là phải tránh đi những cái điều đó. Đó là mình tập cho mình cái thân diễn ly. Cái thứ hai nữa là nói ở đây đó, cái tâm của mình phải diễn ly. Tức là mình phải biết diễn ly, diễn ly những cái tâm của mình nó không bị dính mắc ở trong những điều đó. Tâm của mình không có dính mắc. Buồn vui, nhớ tới những chuyện mà đã qua cũng không tốt. Nhớ mà để trở thành cái kinh nghiệm của mình, để mà mình không còn nghĩ đến nó nữa thì tốt. Nhưng mà mình nhớ nó trở thành cái nỗi dằn vặt ở trong lương tâm của mình thì nó không tốt. Ngay cả những chuyện ưa thích, cái cảnh mà ưa thích chúng ta cũng tránh. Cái cảnh mà đừng, chúng tôi nghĩ rằng cái tâm của mình nó dễ dàng, nó lôi kéo lắm. Mình chỗ này chắc cái chỗ kia nó đẹp lắm, nó tốt lắm, thế là cái của mình đi cái tâm mình hướng vọng đầu này, hướng đầu kia, rốt cuộc ngày xưa chúng tôi nghĩ có
có lúc á mình nghĩ giờ sao ở chùa này đủ những đầy não quá vậy, rồi mình muốn lên trên núi á, là cái tâm của mình không giữ được đấy. Lên trên núi ở một cái am tranh nhỏ nhỏ vậy đó, rồi mình nhưng mà rồi lại mình nghĩ chùa nữa, thì rốt cuộc cái tâm của mình nó bị lôi cuốn theo cái cảnh, dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại đạo tràng, chúng con nghe sư không có được rõ và sư nên đứt quãng không à, dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn rạng đông. Dạ thì con nghe chưa? Lần nữa hỏi quý vị rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Nó cũng hơi yếu quý vị. Wow. Dạ bây giờ quý vị rõ là tốt rồi. Nào rõ thì báo. Cho nên mình tập cái tâm của mình có một cái đời sống diễn ly. Ngoài cái thân diễn ly ra thì cái tâm của mình phải thật sự là muốn bỏ. Hay là ly dục, ly cầu muốn. Không phải là ham muốn ở trong cái sự mà mình ở cái mong muốn của mình vạch ra trong đời sống tương lai tông tốt đẹp hơn, thì có sự học không nhớ đó là có lòng mình tin gọi cái gọi là tà tư duy, tức là mình suy nghĩ đến những cái điều tà vại do dục tham cầu, tham cầu đối với ngũ dục, tham cầu đối với sự đời sống tái sanh, tham cầu với cái sở hữu cái này hoặc là sở hữu cái kia. Khi mà mình nói là cái đó là của mình, cái kia là của mình, thì tâm mình bị dính mắc. Sự thật ra thì không có cái chi Phật dạy mình cái điều đó để mình có được cái sự an lạc. Sở dĩ mà mình không được an lạc và trong một cái trạng thái bất an trong đời sống là vì mình thấy nó thiếu cái này, nó chưa có cái nọ, nó chưa thỏa mãn cái kia vân vân, và do đó là trong một trạng thái hết sức sôi nóng, là nóng ở trong cái sự tham cầu của chính mình, hay hoặc là mình nghĩ đến những cái điều gì đó, ai đó, việc gì đó đã làm mình trái nghịch lòng, nhớ đến những điều đó thì đã sinh ra cái sự sân hận xót chịu, cho nên nói Phật dạy là mình khi mà mình đừng dục, ly dục,
lý do mình ly tham, ly tham, đừng có giết cả những trong gọi đó là gì, gọi là khả ái. Là khả ý. Hả, cái gì mà chúng ta cho là khả, là khả ý, thì dục tham. Cái chi à, ta cái sự không ưa sân khởi. Nhưng mà chúng cái điều tổn thương bất cứ đời này, nghĩ đến quan trái hay là nghĩ đến những sự cách này cách nọ để làm tổn chúng sinh, thì cái đó gọi là cái hại tư. Cả ba cái hại đó, đó đều là tư duy hết. Trong khi một người tu tập trong bát chánh đạo thì Phật dạy đó là mình phải tu luyện cho mình cái đời sống gọi là chánh tư duy, tức là tư duy về vô dục. Tư duy về vô hận. Nếu chúng ta có suy nghĩ thì suy nghĩ những điều ta có thì nên vô hận thì cũng am cho con đứa nhỏ. Cảnh nào mà nó làm cho cái tham tâm mình sanh khởi, hay dục tâm mình sanh khởi, hay là sân tâm mình sanh khởi, hoặc là hại tâm mình sanh khởi, không nên, không nên. Đó là cái tâm diễn ly. Tâm phải thật sự là biết cách để diễn ly. Chứ còn mình không có diễn ly thì mình khổ hoài, khổ hoài. Trong cái đời sống của mình luôn luôn có sự bất an. Bất an là do cái tính chất mà không bao giờ thấy nó đúng như cái ý của mình được, vừa ý của mình được. Và đặc biệt cái khía cạnh thứ ba mà chúng tôi muốn nói, tức là để cho cái phiền não diễn đi, tức là từ ở cái phiền não tham sân si của mình nó không có cái khả năng sanh khởi, thì cái người đó mình ta gọi là bậc thánh á, ta gọi là bậc thánh á, bậc thánh. Thì bậc thánh tùy theo mỗi bậc mà các ngài sẽ trừ được những cái phiền não tương xứng, trừ được những phiền não tương xứng. Và khi mà trừ được những cái phiền não tương xứng thì cái vị đó gọi là phiền não diễn ly. Ba cái khía cạnh diễn ly đó, diễn ly đó. Và khi mà mình có diễn ly như vậy đó thì cái tâm của mình ly đối với các tham dục trong cuộc đời này, ở đời. Ở đời ở đây đó là chúng ta biết rằng cái tham trong dục, ái dục, dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Nếu mà mình nói đến phiền não đó, gọi là kamaraga, đó là phiền não dục đó. Ở đây đó là mình ly khỏi các cái dục. Ly dục ở vượt lên khỏi cái sự ràng buộc ở trong sắc ái, tức là không có tham đắm ở trong sắc ái, nói đến cõi hay là nói trong những cái kiến chấp thường ở trong mỗi cái sinh hữu trong cuộc đời này. Khi mà mình chấp cái gì mà nó nghĩ đó là hằng hữu, nó là bền vững, nó là không biến đổi thì cái đó cũng không đúng. Thì theo trong Phật giáo thì vạn pháp là tùy duyên, tất cả đều là do duyên mà hợp, do duyên giả hợp mà thành, rồi là cũng do duyên mà tự động biến mất, tự động biến mất. Khi một người biết được cái vượt lên trên khỏi dục ái, sắc ái và vô sắc ái, thì cái người đó không có bị sự ràng buộc ở trong các cái điều dù là thô thiển, phiền não từ thô thiển cho đến những cái
phiền não vi tế thì vị hành giả cũng đã làm được, đã đoạn trừ được, đã đoạn trừ được. Thì chúng ta thấy một điều đó là nói đến cái ai mà nhiếp thục được cái tôi thì bậc đó là bậc A-la-hán. Nhiếp thục được cái tôi là bậc đó là A-la-hán. Bởi vì trong cái suy nghĩ của một người bình thì mình luôn luôn có nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Tức là nghĩ đến cái sự so, đến với cái sự hơn thua, cả hơn lẫn thua. Khi mà mình đưa cái tôi của mình ra để mà mình so sánh thì cái đó còn phân là nhân ngã bị thử rất là nhiều, rất là nhiều. Và khi mà ai nhiếp phục được cái tự ngã này, cái tôi này, thì bậc đó là bậc A-la-hán. Còn cái người mà chưa nhiếp phục được cái tôi, cái tự ngã thì người đó chưa phải là bậc A-la-hán. Chưa phải là bậc vô lậu đó. Cái tiến trình tu tập của chúng ta nè, phải qua nhiều cái công đoạn, nhiều cái công đoạn, nhiều cái công đoạn. Cũng giống như mình nói rằng để mà thụ được cái lý tưởng một giải thoát thì mình cũng phải là thăng trầm biết bao nhiêu gian trưng qua những cái giai đoạn của sự tu tập. Của mình trao dồi ở trong các cái sống hàng ngày của mình. Mình giống như là về trên phương diện mà pháp độ ba la mật thì mình phải vun trồng cho được đầy đủ từ ở cái tự trị, tự ca gì đó, từ phải cái pháp thì đặt đến cái người là mình để mà trên thấy ơn đức từ đó được nợ đạo tuệ điều đắc nào người đạo chúng ta hành động. Vô minh thì sẽ là duyên cho hành thôi. Chúng ta hành động ở trong cái thiện, hành động ở trong những cái bất thiện. Mình nghe nói là hành động trong cái bất thiện thì vô minh đã đành rồi. Nhưng mà hành động ở trong cái thiện nó cũng bị chứa vô minh trong nữa nữa. Ở đây muốn nói đến tức là nó duyên cho do phúc hạnh. Bởi vì khi mà chúng ta làm một cái điều thiện gì đó mà chúng ta vẫn nghĩ rằng do cái này mong muốn là chúng ta có một cái đời sống nó tốt hơn ở tương lai, là sanh lại trời người hay được cái này cái nọ, thì chúng ta mong muốn nó có sở hữu mà, mong muốn được sở hữu, cho nên là mong muốn được sở hữu cái này, sở hữu cái nọ, được thí dụ như mình cũng cái gì cũng chính là do cái sự khao khát của mình thôi, cái tha mái mà ra. Cho nên nếu mà nói trong lý tứ đế là vì sao mà mình khổ là do tập đế.
cái khổ mà hiện khởi khởi của năm uẩn, cái khổ mà chúng ta hiển hiện ở trong đời sống này là sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não. Còn cái khổ mà chúng ta còn phải luân hồi ở trong những cái kiếp trôi lăn, cái kiếp trôi lăn trong sanh tử luân hồi, dục sắc và vô sắc đó, nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Mà cái này là cái gì, là do cái gì, do cái gì mà chúng ta phải trôi lăn vậy? Là do phiền não, phải không? Do phiền não. Là chính vì vậy đó, cho nên là chúng ta phải thấy được cái mối nguy hại của cái tham ái, cái tham dục, cái tham ái. Và chính cái ái đó nó khiến cho mình mong muốn cái này nó được, cái kia nó được. Bây giờ mình sanh ở trong cõi người, mình nghĩ cõi phạm thiên, cõi trời gì đó nó tốt hơn. Rồi mình lại hướng cầu ở tương lai. Mình hướng cầu ở tương lai. Mình mong muốn mình được tương lai như thế này, tương lai như thế nọ. Thì do mình mong muốn được sở hữu, được tồn tại, được có mặt. Cho nên là mình phải là tiếp tục được, được sở hữu, được tồn tại và được có mặt. Đức Phật Ngài nói như thế này nè. Ngài nói dù là cho là phân á, mà nó dính ở trong cái móng tay của mình á, nó dính nguyên một cái bàn tay thì nó hôi nhiều, nhưng mà nó dính ở trong một cái móng tay thôi, cái phân mà nó lỡ nó dính vô trong cái móng tay nhỏ nhỏ thôi, nó cũng là hôi rồi, cũng là thối rồi, khó chịu lắm. Thì Đức Phật Ngài nói là dù là nhỏ nhoi hay là dù ít ỏi trong sự hiện hữu của mình, ở đây muốn nói tức là ngay cả cõi sắc và cõi vô sắc, thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị là cái sự thành tựu của những vị phạm thiên sắc hoặc là vô sắc đó không phải là đơn giản đâu. Để mà chứng đắc được những cái tầng thiền đó, là các vị đó trở thành những vị phạm thiên sắc hoặc là vô sắc không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà do cái sự chấp thủ, cái sự hiện hữu còn á, ước vọng ở trong tương lai đó, thì cái chúng sanh nó vẫn còn hiện hữu. Và khi là còn hiện hữu khổ, thì Phật nói đó là phân á, ví dụ như phân á, thì dù là nó dính ở trong một cái kẻ móng tay nho nhỏ thôi thì nó cũng hôi thối. Ví dụ như lỡ mà quý vị mà bóc trúng cái phân hay là cái vật gì nó hôi thối đi, thì ví dụ rửa tay rồi á, thì nhưng mà rồi nó cũng còn dính ở trong cái móng tay chút á, thì nó cũng hôi. Nguyên cái bàn tay thì nó hôi nhiều, nhưng mà rồi là nó dính một chút trong cái móng tay là cũng hôi thôi, cũng hôi thôi. Cho nên Đức Phật Ngài nói dù là nhỏ nhoi hay là dù là ít ỏi nhỏ nhoi hay là ít ỏi, ý muốn nói tức là sắc hoặc là vô sắc, nó cũng là cái sự hiện hữu của sự khởi, khổ. Cho nên cái tuần tự ở trong cái đời sống tu tập, chúng tôi nghĩ rằng ở đây là cái kinh nghiệm của Đức Phật, cái kinh nghiệm của Đức Phật. Những cái bài kinh này gọi là cảm hứng ngữ, tức là những cái điều kinh nghiệm do Đức Phật đã nói lại, đã thuyết lại. Và nhớ một điều đó là chúng ta là những cái người tu theo giáo pháp Phật. Chúng ta có phát nguyện thinh văn, hay là chúng ta phát nguyện độc giác, hay là chúng ta phát nguyện toàn giác, thì chúng ta phải học để nghe, để suy gẫm cái lời dạy của Phật, tức là học Phật pháp, nghe Phật pháp. Rồi chúng ta phải tập cho mình có được một cái đời sống phải biết tri túc trong cái đời sống. Rồi mình phải tập cho mình có đời sống biết ngăn ngừa những cái hành vi bất thiện, hành vi bất thiện từ lời nói cho hành động, tức là giới được thanh tịnh. Người có chánh kiến, tức là chánh kiến có, trong bát chánh đạo chánh kiến có. Khi mà mình được ngăn ngừa, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Rồi mình phải tập cho cái tâm của mình biết diễn ly, tức là ly dục. Mình có cái viễn ly, thân diễn ly, tâm diễn ly và phiền não liễn di, viễn ly. Và khi mà mình vượt lên khỏi cái dục, như vậy là mình có được cái chánh tư duy ở trong đời sống. Mà để mà có những điều đó thì quý vị biết rằng cái tâm của mình phải tập rất là nhiều, có cái sự an tịnh từ nội tâm, chánh định, chánh niệm ở trong đời sống. Rồi khi mà mình có được cái tâm mà được an tịnh, hay là tâm mình có được cái chánh niệm, thì mỗi cái hành vi mình nó ít có bị lỗi lầm lắm quý vị. Còn nếu mà tâm mình không có chánh niệm thì dù mình có thu thúc cò như thế này hoặc là thu cúc như thế nọ, mà cái tâm mình không có chánh niệm thì dễ dàng bị lắm,
dễ dàng bị cái chi phối của phiền não. Và khi mà chi phối như vậy thì phiền não nó sẽ dấy lên, rồi làm cho mình bị khổ lụy ở trong đời sống. Nhưng mà một bậc mà đoạn trừ được những phiền não, đoạn trừ được, khi mà đoạn trừ được ngã mạn, đoạn trừ được phiền não đó, thì vị ấy sẽ có được cái sự an lạc tối thượng. Vị ấy sẽ có được sự an lạc tối thượng. Thì ở đây là những điều mà Đức Phật Ngài muốn nói đến cái kinh nghiệm của bản thân của Ngài trải qua. Chúng ta mà sở dĩ mà chúng ta đọc ở trong kinh á, chúng ta gặp các vị thánh đệ tử Đức Phật sau khi nghe Phật thuyết một thời pháp, thì vị đó có những vị đó giác ngộ liền, có những vị giác ngộ thành thánh liền, từ là thánh hữu học hay là thánh vô học. Nhưng mà để có những điều đó thì trong nhiều kiếp các vị đã tu tập, đã học hỏi, đã nghe giáo pháp của Phật, rồi trau dồi tu tập rất là nhiều. Cho nên là các vị đó bây giờ nghe Đức Phật thuyết pháp là giác ngộ ngay. Cái gì là sự chín mùi, sự viên thành quả mãn của một cái vị A-la-hán. Để có cái sự viên thành quả mãn đó của một vị A-la-hán thì phải nói là phải bao nhiêu kiếp mà các vị đó đã trau dồi tu tập thì vị đó mới có thể có được cái sự lợi lạc như vậy. Thì ở đây đó là chúng tôi xin được chia sẻ ở trong cái nội dung bài học hôm nay. Đây là cái kinh nghiệm mà Đức Phật Ngài muốn nói đến, cái tiến trình tu tập của các vị đệ tử của Ngài hay là chính bản thân của Ngài là như vậy. Chúng ta học qua cái bài này để rút kết được những cái kinh nghiệm từ nơi Đức Phật. Đức Phật dạy cái gì thì mình làm cho mình trau dồi cho mình, tu tập cho mình, thì có lẽ là mình được cái sự lợi lạc rất là nhiều. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng tu nữ Phật tử giữ tâm an lạc trong đời sống tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thu lần thầy, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính tri ân thỉnh tọa. Pháp tân đã từ bi oan hỷ, quang lâm đạo tràng thuyết giảng bài kinh hôm nay cho đến học Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sự ích sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính tri ân thỉnh tọa pháp thân. Và con xin được một lần nữa thay mặt đại chúng trong room kính cùng tình đại đức minh hạnh từ bi oan hỷ, thay mặt chư đại đức tăng để chúc phúc cho rung sau thời pháp. Nam mô Phật Tha Gia và con kính cung kính đại đức minh hạnh. Bằng quả tất sắp mang lăng rác hành tu sắp ở đề quả tất sắp ở bồ đà lục hà quen sa đa sa thế phong vân chủ đề. Bằng quả tất sắp mang lăng rác hành tu sắp ở đề quả tất sắp ở hầm ma lục hà quen sa đa sa thế phong vân chủ đề. Bằng quả tất sắp mang lăng rác hành tu sắp ở đề quả tất sắp ở sang kha lục hà quen sa đa thọ thi và tất cả các con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lần thay, chúng con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh lần nữa đã chúc phúc cho rung. Vatana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báu mà chúng ta mới tạm được trong giây phút vừa qua, nhờ lễ bái tam bảo tụng kinh Phật trì quy giới và thính pháp. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Ya deva da san ti vi ara wa si ni tu pe kha re po ti kha re ta hing ta hing ta tha ma tha ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te ta vi ara man da le te ra cha ma cha na va ka cha pi kha vo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka khamma ca desa ni khamma ca isara
sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi chan da sam pa wa sang se da cha ta ta vo pa pa ti ka ni ya ni kang tha ma va rang pa ti cha te sa pe pi du kha sa ka ron tu sang kha yam tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra chu kha la sang kho ho tu sa ma kho va tha ya cha hi ta ya cha am he ra kha tu sa tham mo sa pe pi ta ma ta ri no vu thing sam pa pu nai ya ma tham ma ri ya pa ve di te Y đăng nô nhát tì nàng hôn tù su khi ta hôn tù nhà ta yô y đăng nô nhát tì nàng hôn tù su khi ta hôn tù nhà ta yô y đăng nô nhát tì nàng hôn tù su khi ta hôn tù nhà ta yô y đăng vata nô bùn nhàng a sa khá yà vã hãng nhì phà nà sa bạc cháy yô hô tù. Kính bạch cho Đại Đức Tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng và sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật Pháp trong rùm Pháp Vũ Kinh sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thế Tôn Đức Tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại đạo tràng Pháp Vũ Kinh để sinh hoạt như thường. Hầu mong sự an vui, sự tiến hóa. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính chào đàn biệt và con xin được đóng rung.